Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Sinh Lê xin giới thiệu tới cả nhà một cái lô đất giá ngộp nằm trên trục đường thông. Đường này là đường 10m liên huyện luôn nha quý vị. Đó, đường này là đường xuống với Cẩm Mỹ nha quý vị. Còn phía bên đường này là đường ra ngoài khu công nghiệp Dầu Dây nha. Xung quanh là dân cư ở đông đúc và điện lưới quốc gia, internet đầy đủ, điện 3 pha luôn nha quý vị. Rồi, cái lô đất ngộp hôm nay em giới thiệu đó là lô đất của chúng ta có tổng diện tích là 110m2. Đất này thì có kích thước là ngang mặt trước là 6m4. Đây, bắt đầu từ cái cọc bê tông này nha quý vị. À đây, bắt đầu từ cái cọc sắt này nha. Đó, chạy lại phía bên này. Em dẫn các anh chị đi xem luôn ha. Đây, đây là chị. Chủ người ta đã xây bao rào luôn rồi nha. Đây, cái rào ở dưới đó, xây gạch ở dưới luôn rồi. Trồng luôn lưới B40 xung quanh rào, kín cẩn thận luôn rồi. Đó. Mặt trước là 6m4, dài sâu vào là 21m. Đây, em đi sang cái lô bên này này. Nó thoáng hơn, các anh chị nhìn nó dễ hơn. Đó, sâu vào là 21m. Sâu vào trong đó nha quý vị. Đó. Và cái cảnh hậu, cái lô đất này nó có cái hậu ở đằng sau á, là 4m3 nha quý vị. Như cái lô ở bên này là người ta là 5,21, giá người ta 1,1 tỷ. Nhưng mà lô của mình là ngang mặt trước 6m4, dài 21, cái hậu sau của nó 4m3, và cho nên là giá của nó chỉ 650 triệu thôi nha quý vị. 650 triệu mà có gần 80m thổ cư nha. Đó. Cái đường này là đường quy hoạch mở rộng, cho nên là cái đường này sẽ mở rộng ra và nó sẽ lấy thêm đất của mình là 30m nữa. Nó sẽ lấy thêm khoảng 2m, hơn 2m gì đó vào trong nữa, là nó lấy 30m đất quy hoạch đường mở rộng đường giao thông nông thôn nha quý vị. Đó. Thì vị trí này là quy hoạch Phủ Hồng 100%, khu dân cư là ở xung quanh cũng rất là đông rồi nha. Đây, và từ đây đi ra ngoài khu công nghiệp Dầu Dây thì nó rơi vào tầm hơn 3 km. Tập trung rất là nhiều công ty về đây, như là công ty điện tử, công ty long gheo, công ty giày da và công ty cám nha quý vị. Tạo cho công an việc làm cho người lao động ở khu vực và địa phương và những cái khu vực lân cận cũng rất là nhiều. Ngoài ra thì những cái chợ nhỏ rồi trường học thì cũng ở gần đây luôn nha. Đất của chúng ta thì nó cách ngã tư Dầu Dây này là nó rơi vào tầm khoảng 4 km nha quý vị. Vị trí này là ngay trung tâm của huyện Thống Nhất luôn. Những cái tiện ích xung quanh sống như là chợ, trường, ủy ban rồi trung tâm hành chính của huyện nằm ở đây hết nha quý vị. Thì cái lô đất này chủ đang cần bán gấp, cho nên là anh chị em nào mà xem cái video này mà mình ưng á thì mình hãy liên hệ trực tiếp với em nha. Em là Sinh Lê, số điện thoại 0985 747 863. Em xin cảm ơn và xin chào quý vị.